Chào các bạn, thì năm nay nhân dịp sự kiện cơ đốc mình đạt là hơn 5.000 lượt đăng ký nên mình tổ chức một cái sự kiện cho các bạn gọi là chơi với mình cho nó vui vẻ ha. Rồi thì lời đầu tiên kênh Sáng Tạo Điện Tử chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh mình trong một suốt thời gian vừa qua ha. Thì hôm nay mình sẽ tổ chức một cái sự kiện có tên là lời chúc hay thẻ cào trao tay đấy, để tên hay, tên hay không. Rồi thì cái chương trình lời chúc hay thẻ cào trao tay này sẽ áp dụng cho là tất cả mọi người đã đăng ký kênh Sáng Tạo Điện Tử ha. Nếu bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ mình và cũng như là để tham gia cái chương trình này ha. Rất cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh của mình ha. Rồi phần thưởng á, thì tổng phần thưởng nó chỉ là khoảng là 500.000 thôi, 500.000 Việt Nam đồng thôi. Trong đó sẽ là có hai thẻ cào trị giá 50k và 20 thẻ cào trị giá 20k. Vậy tổng cộng chúng ta sẽ có tổng phần thưởng là 22 phần thưởng ha. Trong đó có hai phần thưởng là 50k và 20 phần thưởng là 20k. Mình chia nhỏ ra như vậy để cho các bạn sẽ được cái tỷ lệ trúng là trúng thưởng nó sẽ là cao ha. Các bạn cứ chơi đi, rồi cái game rất là dễ nhưng mà tỷ lệ trúng thưởng rất là cao. Chúng ta tại sao ta không chơi được chứ hả, đúng không? Rồi thì cái thể lệ tham gia cái chương trình này á là các bạn là sẽ bình luận dưới video này nội dung là lời chúc cộng với số điện thoại. Lời chúc ở đây là lời chúc cho kênh của mình ha, kênh Sáng Tạo Điện Tử ha, và số điện thoại của các bạn. Ví dụ các bạn là chúc kênh mau mau đạt nút bạc thì đó là một cái lời chúc, và cũng như là số điện thoại của bạn khi bạn bấm vô đây 070479 7165 đó, hoặc là số nào đó số của bạn nha. Khi mà bạn trúng thưởng mình sẽ nạp trực tiếp vào cái số của bạn, phần thưởng của bạn. Thì cái thể lệ nhận thưởng á thì sẽ là hai lời chúc mình thấy là có ý nghĩa nhất. Ví dụ như mình thấy lời chúc đó hay và có ý nghĩa thì hai lời chúc như vậy thì mỗi lời chúc sẽ được là một thẻ cào 50k ha. Đó là hai lời chúc ha. Và 20 thẻ cào 20k còn lại á thì mình sẽ quay random comment trên trang là commentpicker.com ha. Ví dụ mình sẽ qua đây mình quay cho các bạn xem thử đây cách quay như thế nào ha. Rồi ví dụ ở đây mình có một cái video tên là cách gửi hàng bưu điện đơn giản nhất 2020 nè. Thì video này là có 244 bình luận ha, 244 bình luận. Thì ví dụ mình muốn quay random chọn một người may mắn trong 244 người này á, lộn, 244 người bình luận này á, mình sẽ copy cái đường link này ha. Rồi mình qua cái trang commentpicker.com nè. Rồi mình sẽ paste cái, mình sẽ dán cái đường link nó vô đây ha. Rồi mình sẽ bấm chữ là get YouTube comments ha. Rồi khi chúng ta rồi nó hiện ra, nó ra là hiện tại có khoảng là 99 người cầm bình luận, 244 hồi nãy là tính luôn cái lượt phản hồi của mình á. Rồi mình sẽ bấm đầu bấm chữ star ha. Rồi bấm star nó sẽ tự động chọn ra một người may mắn ngẫu nhiên để được nhận phần thưởng. Ví dụ đây đang tặng ra đây, nó chọn mình luôn. Mình sẽ chọn lại cái khác ha. Đây nó chọn mình luôn rồi, giờ mình chọn lại cái khác, một người khác, tại vì nó chọn ngay trang bình luận của mình luôn á. Rồi đây bạn Ngọc Nhi Nguyễn ví dụ ha, bạn hỏi là cho em hỏi là không có chứng minh đó anh có sao không ạ. Khi các bạn khi mà mình quay random như vậy á, mình sẽ biết luôn là cái lời chúc của các bạn chúc cho mình cũng như là số điện thoại của các bạn, nội dung phần bình luận á mình sẽ chúc và mình sẽ biết hết đó. Vậy nếu các bạn trúng thưởng á mình sẽ nạp trực tiếp vô luôn, ở đây sẽ có sẵn cái này luôn ha. Và mình sẽ quay random 20 lần như vậy để được 20 bạn ha. Rồi tỷ lệ trúng bạn rất là cao các bạn, tại vì video của mình thường rất nhiều ít người bình luận lắm các bạn, tỷ lệ trúng bạn rất là cao, bạn cứ chơi đi. Rồi thì lưu ý là mỗi tài khoản chỉ được bình luận một lần ha, mỗi tài khoản chỉ được bình luận một lần, là mỗi số điện thoại cũng chỉ được xuất hiện một lần thôi. Nếu bạn gọi là tạo nhiều tài khoản rồi các bạn vô các bạn bình luận nhiều lần rồi xong các bạn chỉ có một số điện thoại thôi thì không được ha. Nếu phát hiện gian lận mình sẽ gọi là không chấp nhận kết quả và sẽ hủy kết quả đó, và mình sẽ tìm một bạn khác phù hợp hơn để nhận cái phần thưởng đó ha. Rồi nói chung là cách chơi rất là đơn giản nhưng phần thưởng lại rất là nhiều
nhiều nhưng ít nhiều nhưng giá trị nó là hơi ít ha. Thì mình cũng mong là tạo cái chương trình sân chơi vui vẻ thôi, chứ không không có là mình không có nhiều kinh phí. Rồi thì cái thời gian tổ chức chương trình này á là sẽ bắt đầu từ khi video này lên sóng nè, và sẽ kết thúc vào 24 giờ ngày 13 tháng 7 ha. Nghĩa là hết đến hết ngày 13 tháng 7 á, là sẽ kết thúc cái chương trình này và sẽ công bố kết quả vào 20 giờ ngày 14 tháng 7 là ngày một ngày sau đó. Mình sẽ công bố kết quả cho các bạn ha, bạn nào trúng phần thưởng nào sẽ công bố ra ha. Rồi nói chung là cái chương trình này là chủ yếu là tạo sân chơi vui vẻ cho các bạn tương tác với kênh của mình ha. Bạn nào thấy thích mình thì chúng ta hãy like gọi là video này, cũng như là tham gia cái trò chơi này, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Lời cuối cùng, kênh sáng tạo điện tử, học để thành công.